Namaste, chào mừng các bạn đã đến với mật mã âm nhạc hôm nay. Thưa các bạn, trong những cái chương trình trước thì Tiến Mạnh cũng đã có dịp giới thiệu với các bạn về cái thực hành thiền định Kundalini Yoga. Thì trong đó thì Tiến Mạnh cũng có giới thiệu về chúng ta về bảy cái luân xa nó nằm dọc trên cột sống của cơ thể con người. Và như chúng ta đã biết, và trong cái giải phẫu của cơ thể con người ấy, thì chúng ta cũng thấy là mà có 72.000 những cái đường kinh mạch. Thế và trong đấy nó có ba cái nadis chính, nó kết nối với nhau. Cái nadis quan trọng đầu tiên nó chính là cái kết nối từ cái luân xa gốc là luân xa số 1 dọc theo cột sống cho lên trên đỉnh đầu. Đấy, cái nadis thứ hai là cũng từ cái gốc của luân xa số 1 đi tới mũi bên phải, và cái nadis thứ ba là cũng từ cái luân xa gốc kết nối sang bên mũi trái. Thế thì trên cơ thể con người nó có 365 cái huyệt, và trong đó thì có 36 cái huyệt chính, và trong 36 huyệt chính đó thì người ta thống kê ra là có 7 cái điểm giao nhau, nó gọi là đại huyệt ấy, nó nằm dọc trên cột sống của cơ thể con người. Thì tại đây nó chính là những cái cổng trao đổi về các tuyến nội tiết, rồi là các dây thần kinh giao cảm, rồi nói chung là nó duy trì những cái hoạt động của cơ thể và duy trì sự sống của con người. Thì chúng ta được gọi cái bảy điểm giao nhau này, nó chính là bảy cái luân xa. Và bảy luân xa thì theo cái tiếng Phạn là nó tên là chakra. Chakra có nghĩa là bánh xe. Bánh xe thì nó luôn vận chuyển, nó xoay quanh cái trục của nó tại cái bảy điểm đấy. Thì cái bảy luân xa thì như Tiến Mạnh đã giới thiệu với các bạn lần trước, thì là cái luân xa số 1 hay còn gọi là luân xa gốc, nó có tên là Muladhara. Thì nó nằm chính ở huyệt hội âm, tức là cái điểm giữa của cơ quan sinh dục và hậu môn. Thì cái huyệt hội âm này nó cũng chính là cái điểm giao nhau giữa mạch nhâm và mạch đốc. Mạch nhâm thì nó tức là nó đi phía trước, tức là mạch đốc là nó kết nối dọc theo cái cột sống lên trên trên tới đỉnh đầu. Cái luân xa số 1 ấy, thì đặc điểm của nó có bốn cánh hoa sen màu đỏ, và câu mantra của nó là lam, nó kết nối với nguyên tố là đất. Đấy, cái luân xa số 2 nó là vị trí của xương cùng, tức là nó bên dưới rốn khoảng 3 đến 5 cm, chiếu thẳng cột sống đi lên. Đây là vị trí luân xa số 2, và nó có 6 cánh hoa sen màu cam. Luân xa số 3 nếu như nhìn từ phía trước là thẳng rốn, và luân xa số 3 nó thẳng ở đây thì nó là chỗ tuyến thượng thận. Và cái đặc điểm của luân xa số 3 thì nó có 10 cánh hoa màu vàng, và nó kết nối với nguyên tố lửa. Cái câu mantra của nó là Ram. Nếu như cái câu mantra của luân xa số 2 là Vam, nó kết nối với nguyên tố nước, thì cái câu mantra của luân xa số 3 là Ram, kết nối với nguyên tố là lửa. Thì cái luân xa số 4 là tiếp tục dọc theo cột sống lên, thì nó chính là nằm ở huyệt thần đạo ở sau lưng ấy, chỗ cột sống ấy. Nhìn ra phía trước thì nó thẳng cái huyệt đản trung chiếu sang. Thế thì cái luân xa số 5 này thì đặc điểm của nó là nó có 12 cánh hoa màu xanh lá cây. Cái câu mantra của nó là Yam, kết nối với nguyên tố là không khí. Tiếp tục đi lên thì chúng ta đi tới luân xa số 5. Luân xa số 5 nằm dọc theo cột sống đi đến đằng sau gáy, thì nó nằm ở cái đốt sống cổ số 7 hay còn gọi là huyệt đại trùy. Và nhìn phía trước thì nó chính là chỗ yết hầu thẳng sang. Cái luân xa số 5 này thì nó có 16 cánh hoa màu xanh da trời. Thế và cái câu mantra của nó tính là Ham. Và nó kết nối với cái nguyên tố là không gian vũ trụ đấy ạ. Đấy, thì tiếp tục đi lên luân xa số 6. Luân xa số 6 tức là nó nằm ở ấn đường này. Ấn đường đó là con mắt thứ ba. Và cái luân xa số 6 này thì nó kết nối với tuyến tùng. Thì đặc điểm đây thì nó có hai cánh hoa màu tràm, hai cánh hoa sen màu tràm, và cái câu mantra của nó là Om. Thì tiếp tục đi lên nhà trên thì chúng ta đi tới là cái luân xa số 7.
nó kết nối từ tuyến yên và nó có xu hướng đi lên trên đỉnh đầu là huyệt Bách Hội. Thì tại đây thì chúng ta thấy là nó có một cái rất là đặc đặc biệt là cái luân xa số 7 nó có 1.000 cánh hoa màu tím. Cái câu mantra của nó là Om. Thế như vậy là cái 7 luân xa và 7 vị trí cũng như cái màu sắc của những cái cánh hoa sen là từ 4 cánh, 6 cánh, 10 cánh, 12 cánh, 16 cánh, 2 cánh và cho đến 1.000 cánh hoa sen với những cái màu sắc khác nhau. Thì trong quá trình thực hành thì chúng ta đọc cái câu mantra. Và trong một cái chương trình trước thì Tiến Mạnh cũng đã giới thiệu với các bạn là cái câu mantra này nó được ứng với những cái cao độ trên phím đàn piano. Ví dụ như là Lam của luân xa thứ nhất từ nốt đồ Lam vang Lam yam Và khi thực hành thiền định khai mở các luân xa từ 1 đến 7 thì chúng ta có những cái tư thế ngồi làm sao cho thoải mái. Với những cái tư thế khác nhau tùy theo cái điều kiện của các bạn khi các bạn luyện tập. Và một trong những cái tư thế tốt nhất là khi các bạn kết hoa sen tức là các bạn bắt chân kết hoa sen lên như này. Khi mà các bạn ngồi kết nối được hoa sen như này thì nó tạo ra một cái tư thế rất là tốt khi trong quá trình các bạn thiền định và các bạn quán tưởng đến từng luân xa một. Như vậy chúng ta đi lần lượt từ luân xa số 1 đến luân xa số 7. Vâng. Thưa các bạn, như vậy là Tiến Mạnh đã lần lượt giới thiệu với các bạn cái câu mantra lần lượt từ luân xa số 1 cho đến luân xa số 7 cùng với cái tần số âm thanh dao động riêng của nó theo cái cao độ hệ thống ứng với 7 nốt nhạc trên phím đàn piano từ nốt đồ re mi fa son la si. Đấy, đồ re mi fa son la si. Như vậy là chúng ta cũng thấy là trong quá trình rèn luyện ấy, thì là nó phải có những cái thời gian nhất định bởi vì là trong cái việc luyện tập thì chúng ta không thể vội vàng được. Trên thực tế là những cái giai đoạn để mở từng luân xa nó có những cái giai đoạn hết sức là cần cái sự nỗ lực của bản thân mỗi hành giả, sự tập trung và nó cũng phải có những cái thời gian để từng luân xa nó được khai mở, nó được hoạt động. Thế và trong quá trình thiền định thì theo kinh nghiệm của Tấn Mạnh thì chúng ta cũng không thể vội vàng được và tất cả nó vẫn theo một cái quy trình tuần tự và cái sự thành công của chúng ta sẽ được ghi nhận bằng cái quá trình chúng ta đầu tư cái thời gian luyện tập cũng như là cái sự tập trung và cái sự nhất tâm để chúng ta có thể có được những cái thành quả trong cái quá trình luyện tập. Thế thì đây cũng chỉ là những cái mà giới thiệu, mang tính chất giới thiệu một cách sơ lược cơ bản để chúng ta có những cái khái niệm và khi đặc biệt là các bạn khi bước vào thực hành thiền định Kundalini Shakti thì
thì chúng ta nên có những người thầy hướng dẫn. Bởi vì trên thực tế cái việc luyện tập để có được những cái sự thành công thì chắc chắn phải có được những người thầy và có giàu kinh nghiệm hướng dẫn chúng ta trong quá trình thực hành thiền định yoga, Kundalini Shakti, thì nó mới có được những cái thành công. Và chúc các bạn sẽ khai mở được những cái luân xa trên cơ thể của mình, và chúng ta mở ra được những cái chân trời mới. Thứ nhất là chúng ta được ổn định về sức khỏe, cái thứ hai là khai mở về cái trí tuệ của chúng ta. Đấy, thì đương nhiên là qua mỗi trải nghiệm thì mỗi yogi sẽ có những cái trải nghiệm, có những cái thành quả riêng của mình. Thế thì bằng những cái tố chất và những cái sự nỗ lực riêng của mình. Và một lần nữa thì cảm ơn các bạn đã dành thời gian cho mật mã âm nhạc hôm nay. Namaste.